xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chồng mình ảnh có một số giấy tờ quan trọng cần phải in ra với lại là photo ra, nên là rủ mình đi đi vào tiệm photo photocopy để đi cùng ảnh vào coi như thế nào. Thì nhân tại đây thì mình sẽ quay clip cho các bạn coi là ở tiệm photo ở Mỹ nó như thế nào nha. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi các bạn. Thì cái tiệm này nó mở 24 giờ. Đó, thì ở đây người ta có đầy đủ tất cả các thiết bị photo cũng như là in ấn. Bên cạnh đó người ta có bán mấy cái đồ thiết bị học tập rồi các thứ nữa các bạn. Thì ở bên Mỹ thì người ta vào tiệm photo thì không có người làm cho các bạn đâu, mà mình phải tự làm, mình tự trả tiền bằng thẻ, mình bỏ vào máy này này đó, rồi bắt đầu mình sẽ in bao nhiêu đó. Thì người ta sẽ, cái máy đó sẽ tính theo tiền và sẽ trừ thẻ của các bạn đó. Ví dụ như chồng mình thì ảnh sẽ in ra mấy cái giấy tờ ảnh đã làm ở trong điện thoại sẵn này á. Bây giờ chỉ cần là đưa ra ngoài này rồi mình sẽ gọi là sao ta, mở Bluetooth kiểu vậy đó. Đó, lấy cái thông tin và mình sẽ in ra. Đây các bạn. Thì cái tiệm này người ta mở 24/24 giờ. Một số tiệm mở 24/24 thôi giờ thôi, chứ không phải là tiệm nào cũng mở 24/24 giờ đâu nha. Tiệm này cách chỗ nhà mình 7 cây số lận. Đó, thì bây giờ anh sẽ bỏ cái thẻ vào máy này. Mình rút cái thẻ ra. Thì khi mà bỏ vào cái thẻ này á, thì nó sẽ cập nhật cái số thẻ. Rồi bây giờ mình đã in ra. Mình tự làm hết các bạn. Mình sẽ quay lại lần cho các bạn coi. Cho mình lựa chọn là in ra chấm đen hay là in màu này. Đó. Thì bên này là giá tiền này, mình in bao nhiêu là nó nhảy ra từng đó. Ví dụ như lúc nãy anh nó vừa photo ra một từ đen trắng là 13 đô đó, 2 từ thì 26 đô, như vậy tổng số tiền ở đây. So they gave me a code, you see? Mm-hmm. I sent them an email with the link, mm-hmm. with the file. No, print with retrieval code, right? Oh. Đó, thì mình nhập cái số code này vào này. Cái trên điện thoại này. Mình đánh cái số code này vào trong này. Là người ta sẽ có thông tin sẵn cho mình rồi mình sẽ in ra. Nói chung là hệ thống của bên này á, thì nó hiện đại. Mình chỉ nói sơ qua vậy thôi chứ mình cũng không rõ nữa.
nó hiện đại rồi, nó kết nối các mail các thứ đó. Email rồi internet các thứ rồi số code nó gửi về điện thoại mail email riêng cho mình á, mình có số code thì mình nhập vào rồi mình nó có thông tin của mình rồi rồi mình sẽ in ra vậy đó. Đây đó, nó có thông tin ở trên cái máy này rồi. Về nó hỏi là mình muốn in ra bao nhiêu bản, in màu hay là in trắng đen đó, thì mình chọn thôi. Nói chung là mình tự làm từ A đến Z hết đó. Bên này không có như kiểu ở Việt Nam là mình vào có người làm cho mình đâu, nên là làm cái này cũng phải cẩn thận. Ví dụ nhiều người người ta không biết á, làm rồi sai là coi như mình mất tiền, nên là mình phải cẩn thận. Mình để giấy tờ cho nó ngay ngắn để nó in ra cho nó không bị lỗi. Giống như ngày hôm trước á, mình có đi theo anh chồng mình đi in cái hộ chiếu của mình ra, thì bỏ một cái tờ giấy A4 nó bị lệch, cái nó nhìn nó bị không được cân bằng, nó không được đẹp, nên là phải in lại tốn thêm tiền đó. Cái này mình phải nắm rõ, mình in cho cẩn thận thì nó mới theo ý mình được, tại vì mình không có chuyên đó. Thì cái máy nó đang in ra cái này. Được cái là bên này mực nhiệt các kiểu là giấy tờ nhìn nó đẹp, mực in nhìn nó đẹp lắm các bạn, giấy nó cũng chất lượng nữa đó. Thì các bạn thấy cái hệ thống của bên này máy móc nó hiện đại hơn văn phòng phẩm đó. Giống như kiểu là máy móc rồi giấy tờ các kiểu á, rồi bút bì và bên này nè, bên này có mấy cái này giống kiểu là cái bìa hả, cái bìa để mình scan đúng không, à không phải, ép plastic, quên, ép plastic các kiểu đó. Cái máy plastic này thì ở đây có giá ở trên luôn đó. Bao nhiêu cỡ bao nhiêu này, giá tiền này đó. Thì người ta có đầy đủ hết đó các bạn. Chồng mình in quá trời lọc người như thế này là quá trời tiền cho coi nè. Lại đi coi bao nhiêu tiền coi. Here's your receipt. Uh-huh. It automatically detected how many colors pages and how many black and white. Đó, thì đây là cái hóa đơn đó. Khi mà mình in ra xong hết rồi thì nó có hóa đơn ra đây luôn các bạn nè. Ví dụ như hai tờ trắng và đen nè, rồi 26 tờ màu in màu nè, 52 tờ in bình thường ra này, giá nó này, thì hai tờ kia là photo, còn ở phía dưới 26 về 52 tờ này là in thì nó mắc hơn là photo đúng không? Đó, thì tổng giá tiền là 26 đô 30. Đó, thực ra tổng là 23 đô 92, nhưng mà cộng thêm tiền thuế 2 đô 3 lát nữa là 26 đô 30. Đó, các bạn thấy mắc dữ dội không? Đây, bên này cái gì cũng thuế đó. Đó, tôi không từng là thêm là 26 đô 30 đô. Dạ này thì đó các bạn, mình
mình cái clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Mình tiện thể đi theo chồng mình cho vui vậy, rồi mình quay cho các bạn coi là cái tiệm photocopy ở bên Mỹ nó hiện đại như thế nào, nó có khác gì với ở Việt Nam không thôi. Đó, thì mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau. Xin cảm ơn các bạn.